chưa nào? Tiếp theo nha. Thêm hai tâm gì? Open cell và gì? Acid vào đâu? Vào menu file. Rõ ràng chưa? Rồi, như vậy thì file chấm thêm vô dùng phương thức gì? Add, đúng rồi, add open. Rồi add cái gì? Cell và cuối cùng là add acid. Cái chỗ mà cuối acid á, tôi thêm vào cái này. Các bạn còn nhớ hay không? Add separator. Tức là cái gì? À, một cái đường gạch ngang để cho nó rõ ràng, được không? Đó. Thêm gì nữa? Thêm item redo undo. Undo, redo vào menu gì? Edit, đúng không? À. Như vậy thì edit chấm add undo edit chấm add redo. Rồi tiếp đi nhanh nha. Chúng ta còn thiếu cái gì nè? À, thiếu cái project là một cái menu nữa đúng không? Thêm menu, thêm sub menu á, sub menu project. Rồi thì sub menu chính là menu, đặt tên là project luôn. Project. Rồi sau đó là thêm gì? À, thêm menu anh ta web hay là application. Rồi web. À. Rồi, sau đó là gì? Thêm item web AB vào menu project. Như vậy là project chấm add. À, rồi các bạn thấy xong rồi à. Thì có điều bây giờ là chúng ta gắn cái project vào đó, vào file ha. Có điều bây giờ chúng ta gắn cái project vào cái file à. Như vậy thì là thêm menu project vào file s project. Đến đây là chúng ta đã xong đúng không? À. Tuy nhiên là chúng ta xong nhưng mà chúng ta có gắn mà những cái này vào trong cái menu, vào trong cái thanh menu 3 chưa? Chưa đúng không? Bây giờ chúng ta tiến hành chúng ta gắn nè, gắn cái file này lên trên thanh menu 3, gắn edit vào trên thanh menu 3, gắn head vào trên thanh menu 3 là ok ha. Chúng ta đem nguyên cái sườn này nè, chúng ta đem gắn lên đây ha. Các bạn viết vô đi ha, hơi bị dài. Các bạn biết là cái chương trình này thể hiện cái hình này, các bạn nhìn cái hình này các bạn thấy rõ. Rồi thêm menu file edit help vào thanh menu, vào menu 3. Menu 3 của mình tên là 3 đúng không? Rồi add file vô. Add gì vô? Edit và gì nữa? Như vậy là xong.
đúng không? Sau đó mình thiết lập kích thước của gì? Kích thước của G-frame. Set default close. Và để hiện cái frame lên thì chúng ta dùng visible. Set visible true. Rồi, như vậy là xong chương trình. Đâu nè, xong chưa? Rồi, qua men. Tạo. Cái last G-frame của mình. À, rồi sau đó chạy chương trình lên. Rồi. Coi coi có giống như cái hình trên đây không? Coi coi. Đầu tiên là file edit head đúng không? Trong cái file có open nè, style nè, exit nè. Thấy chưa? Rồi có project nè. Trong project có cái gì? Web nè, application nè. Đúng chưa? Đúng cái cấu trúc này chưa? Rồi trong cái edit nè, edit thì có gì? Undo nè, redo nè. Thấy chưa? Rồi. Trở về đây các bạn có thắc mắc cái gì không, có gì không? Chúng ta qua phần ZBub menu. ZBub menu là cái gì ta? ZBub menu là một, cũng là một cái menu, nhưng mà khi chúng ta lấy chuột phải nó sẽ hiện ra cái ZBub menu. Ví dụ nào, lấy chuột phải thấy không, thấy ZBub menu không? Trong đây nó cũng là những cái menu tâm chứ nữa đúng không? Có điều nó không có thanh menu, nó xuất hiện khi chúng ta lấy chuột phải chứ nó không có thanh menu sẵn, hiểu không? Đó, nó kêu là ZBub menu. Thì để tạo ra ZBub menu chúng ta dùng hai constructor. Thứ nhất là ZBub menu, hoặc là đưa vào cái title của tiêu đề. À, rồi ví dụ tiêu đề là option, ví dụ vậy. Rồi nó cũng có cái gì, separator, tức là một cái đường phân cách. À, phân cách. Và nó cũng có những cái menu item, được chưa? À, nó có phương thức này hơi lạ chút. Set default lightweight pop up enable. Chúng ta có thuộc tính bên trong Poland, chúng ta gán là true để làm chi? Set default lightweight, các bạn biết lightweight, quay là gì? Nặng, đúng không? Light là gì? Nhẹ. Quay là trọng lượng, nhẹ. dịch không hiểu gì hết, hiểu không? Nhưng mà ý nó là gì? Ý nó là nó sẽ chạy một cách nhẹ nhàng, chứ nó không có tốn một cái chi phí quá lớn, hiểu không? Thì mình nên set cái này là true. Để cho nó tốn ít chi phí hơn. Tốn ít chi phí là tốn ít chi phí tạo ra cái bút menu á, hiểu không? Cái chuyện đó máy nó làm cho mình, nhưng mà mình yêu cầu nó là tạo với một cái chi phí thấp ha. Rồi. Rồi bây giờ nè. Bỏ cái đồ sách. Tôi cho coi cái ZBub menu. Tôi tạo rồi ha, các bạn coi ZBub đây. ZBub up menu. À. ZBub menu các bạn dùng cái gì? Dùng cái connector là ZBub menu đúng không? Rồi, sau đó thì nó có một cái menu item là gì? New project. Cái menu item này nó set một cái phím, là phím gì? Phím B, phím kết hợp internet. Rồi sau đó cái này nó tạo ra cái sự kiện là click. Khi click vô thì nó hiển thị ra cái gì?
nêu rồi sách click, hiểu không? Đó. Rồi sau đó cái bóc bóc của mình add cái gì vô, add cái menu item nó vô, được chưa? Rồi sau đó tôi tạo ra một cái menu item thứ hai có cái tên là gì? New file, phím nóng là chữ F. Rồi khi tôi click vào trong cái item new file này, nó sẽ hiện ra thông báo, đó là thông báo gì? New file, click hiện ra thông báo chúng ta dùng C-Option panel á, còn nhớ không? Rồi sau đó thì cái menu item này cũng được add vô cái gì? Cái menu pop-up luôn. À. Rồi cái sự kiện là add bound listener, add bound listener có nghĩa là cái sự kiện này là của C-Fan. Mà sự kiện này ý nó là gì? Con chuột đúng không? Mount Relay, sự kiện này liên quan đến chuột. Mà cụ thể là Mount Relay tức là nhấn chuột và thả chuột ra. Khi click chuột và thả chuột ra, tức là Relay á, Relay thả chuột ra đó ha. Thì nó sẽ hiện lên cái gì? À, hiện lên cái pop-up. Chúng ta dùng cái hàm show pop-up. À. Hàm show pop-up nó nằm ở dưới đây. Đưa vào cái sự kiện Mount Event. Và nếu như pop-up được nhấn thì cái menu pop-up được hiện lên, hiện ngay chỗ nào? Hiện ngay chỗ X và Y. X tức là tọa độ X của con chuột và Y là tọa độ Y của con chuột, tức là hiện ngay cái chỗ luôn, hiểu không? Chứ không hiện chỗ khác, được chưa? À, E.get command tức là cái pop-up của mình. Get command tức là cái command mà pop-up này nó hiện lên ha, tức là cái gframe của mình. Rồi như vậy chỗ này khi tôi chạy chương trình lên, các bạn nhìn nè, nhìn nha, tôi đưa con chuột ngay đây, click vô cái thể hiện là cái pop menu nè, thấy không? Trên đây có new file là new new project và new file, mấy cái này là cái menu gì? Menu item. Được chưa? Khi tôi click vô menu item này cái là nó hiện ra là gì? New project. Click. Thấy chưa? Rồi nhấn ok. Như vậy ví dụ đưa chuột ngay đây, tôi click chuột nè. Tại nó show ngay chỗ XY mà XY là tọa độ của, nó lấy tọa độ của gì? Của chuột, được không hả? Rồi tôi nhấn vô item new file thì nó hiện ra là new file click. Được chưa? Rồi các bạn thử thực hành, các bạn tạo ra một cái project mới, tạo ra một cái main view. Rồi các bạn cũng xây dựng cái này, cái này à. Đó, reverb menu pop up. Này là chúng ta tạo sự kiện cho cái menu item là new project ha. Và sự kiện đó là sự kiện click vào action perform. Khi click vào nó hiển thị cái thông điệp là new project click ha. Rồi như chỗ này là chúng ta tạo ra được một cái item thứ hai ha, là new file. Rồi cuối cùng là chúng ta thêm vào những cái sự kiện cho cái gframe. Tại vì khi mình click chuột là mình click lên cái gframe đúng không? Đúng không? Mình click chuột là mình click lên cái gframe ha. Thì khi mình click chuột lên gframe thì nó sẽ hiện cái menu lên. Mà hiện cái menu lên thì chúng ta để hiện thì chúng ta dùng cái hàm là show. Show. Đây là cái component cái mà nó hiển thị lên trên đó là cái gframe ha, là y.get component là y là sự kiện chuột ha, lấy component chuột. Rồi sau đó là xy tức là tọa độ. Tọa độ của con chuột á. Ok các bạn đã xong ha. Chúng ta qua cái phần là file dialog box, là khi các bạn muốn tạo một cái file, các bạn muốn chọn một cái file trong máy tính thì các bạn có cái hộp thoại để chọn file đúng không? Đó thì chúng ta tạo ra hộp thoại bằng cách là dùng cái class là gfile chooser. Đây cái hộp thoại này các bạn thấy nó quen đúng không? Quen thuộc để mình chọn file. Rồi nó tạo ra bằng cái gfile, bằng cái hai connector này là cái gì các bạn biết không? Khi mở cái hộp thoại để chọn file á, thì cái thư mục nào là thư mục mặc định mà bạn muốn vào thì bạn để vào cái đường dẫn ở đây, còn không thì nó sẽ đi vào thư mục mặc định của nó ha. Rồi để hiện thì hộp thoại lên thì chúng ta có như là show dialog, hoặc là để hiển thị hộp thoại dùng để lưu một cái file nào đó thì chúng ta dùng show cell dialog. Còn muốn hiển thị hộp thoại để chi?
để mở cái file nào đó thì chúng ta dùng sâu gì? Open đây. À. Rồi. Để lấy một file chúng ta dùng cái hàm là get select file, hoặc là lấy từ một chúng ta dùng get current directory. Filter tức là chúng ta chọn những cái file mà theo cái kiểu file á, là theo mong muốn của chúng ta thôi. Ví dụ như là chúng ta chỉ xem những cái file HTML, HTML thì lúc đó chúng ta dùng một cái class được gọi là file filter. Thì chúng ta có thể tạo ra một cái đối tượng, một cái loạt ảnh kế thừa từ cái file filter, và chúng ta phải dùng cái phương thức là accept này, chúng ta đưa vào một cái file và chúng ta kiểm tra nhé. Đầu tiên nó phải là thư mục hay không, nếu phải là thư mục thì nó thì tên là true, còn không phải thì chúng ta lấy cái tên file và chúng ta kiểm tra cái đuôi anguish, tức là nội dung ký tự cuối cùng mà nó là chữ gib, gbg và png, thì chúng ta trả về là gì? Tức là nó mới hiện lên ha. Cho nên là coi. Rồi. Sau đó tạo filter, chúng ta chỉ cần dùng cái phương thức là set file filter, chúng ta đưa vào cái đối tượng filter của chúng ta ha. Rồi, đây ví dụ là email filter, chúng ta đưa vào cái filter. Như vậy bây giờ hiển thị thọ lên chỉ thấy được những cái file dạng hình, dạng gif này, png và jpg, được không? Rồi. Bây giờ chúng ta tạo ra một cái project mới đi, hướng dẫn cho các bạn đặt cái tên my file choose. Rồi, finish. Rồi, tương tự cũng tạo cho thầy một cái giao diện ha. Cái giao diện giống như là những cái demo trước, đặt tên là menu. Đây là cái giao diện. Đã nói là cái giao diện, muốn tạo cái giao diện thì phải kế thừa từ gframe. Rồi. Tạo constructor cho cái giao diện. Bây giờ nha, bây giờ thiết lập cái layout á. Đây tôi sử dụng flow layout á. Học chưa? Flow layout học chưa nè? Đừng có nói là chưa nha, ngại lắm á. Rồi, và set layout cho cái hình reframe. Rồi. Tạo giao diện, tạo component gồm nút nhấn, gồm text field và nút nhấn z text field tt bắt nè, rồi new tag field, nút nhấn nè, c button nè, btn browse, c button nè, browse, rồi tạo sự kiện cho nút nhấn nè, tạo sự kiện cho nút nhấn nè, thấy không? Rồi btn browse mà chúng ta phải add cái gì vô? Action listener đúng không? Chúng ta new cái gì? Action listener và chúng ta enter luôn, thấy không? Chúng ta không cần cái gì cả, chúng ta enter luôn, cái này tự động nó ra. Ở chỗ này là chúng ta muốn hiển thị hộp thoại, chọn file đúng không, chọn file
Thì như lúc đầu tôi nói là chúng ta dùng gì? Define choose chooser file dialog. Đó. Rồi để hiển thị nhập hội thì chúng ta sao nè? Chúng ta dùng phương thức gì như nãy? Show gì? Show open dialog. Để lấy cái file thì sao? Chúng ta dùng phương thức gì để lấy file? Chúng ta dùng phương thức gì như nãy học đó? Get select file, đúng rồi. Như vậy thì tôi muốn hiển thị cái tên file hả? Cái tên file trên cái test field. Ở đây tôi sử dụng test field cho nên lên trên đây là cái test field mình phải để chữ gì nè? File gì nè? Final. Trên đây phải để final ha. Chúng ta dưới đây chúng ta mới sử dụng được cái test field là test ttbat đúng không? Rồi. Set gì? Set test đúng rồi. S chấm. Get gì? Get gì? Get bat để lấy đường dẫn đúng không? Rồi. Rồi như vậy chúng ta đã hoàn thành xong cái phần cái phần là sử dụng cái hộp thoại để chọn file ha, rechooser, refile chooser. Được rồi, test field cho nó rộng ra. Set gì? Prefer size. Set prefer size. Rồi ok, các bạn đã làm được cái phần này ha. Rồi trong phần main nè. Rồi, các bạn thấy là chúng ta chọn bất kỳ cái file nào ha, thì nó sẽ có cái đường dẫn, nó lấy cái đường dẫn từ cái file đó ha. Rồi. Chúng ta qua tiếp cái phần Z-Toolbar, các bạn biết Z-Toolbar là gì không? Nó giống y như Menubar thôi ha. Cái thanh Z-Toolbar nó giống y như Menubar, có điều là mấy nó không có chứa, nó chỉ chứa những cái nút nhấn thôi. Mà những nút nhấn này nó có những cái hình để cho chúng ta trực quan thôi. Ví dụ nè, nếu các bạn nhìn đây cái chỗ nào là toolbar nè, nhìn lên cái nguyên cái nét pin này chỗ nào là toolbar nè, phải ngay đây không? Đó, nó chỉ toàn là hình thôi. Mà khi người ta nhìn hình người ta nhớ dai hơn. Ừ, đó, ví dụ người ta thấy cái hình tam giác này, người ta biết là chạy nè, hình tam giác này, play là chạy nè, không? Ta dễ nhìn hơn. Đó. Thì để tạo ra cái thanh toolbar nó cũng đơn giản, nó y như minibar vậy thôi. Nè các bạn nhìn nó tạo nè. Tạo ra bằng cách các bạn nêu một cái toolbar đúng không? Và cái chỗ này là cái orientation là cái hướng. Cái toolbar các bạn có thể nằm gì? Nè. Nằm ngang hoặc là nằm gì? Dọc, đúng không? Rồi. Đó cái hướng. Rồi. Mình tạo cái toolbar, sau đó mình tạo gì? Mình tạo cái nút nhấn. Hiểu không? Rồi mình đưa cái nút nhấn lên trên đâu? Lên trên cái toolbar, vậy là xong á. Hiểu không? Không có gì khó chứ, vậy là xong đó. Có điều cái nút nhấn mình phải đưa vô cái hình. Thì bây giờ các bạn thấy nè. Ví dụ các bạn thấy là có cái nút nhấn là cell, nó có cái hình đưa vô là hình gì? Cái hình cell.gif đúng không? Nó đưa vô cái hình thôi. Rồi cuối cùng cái thanh toolbar này nó ép vô không? Hiểu không? Ép vô là xong rồi, rất là đơn giản. Đó, thì các bạn coi đây là những cái hình. Cái này các bạn về nhà làm nha.